Em xin kính chào các bác nhé Hôm nay bên nhà vườn chúng em sẽ tiếp tục lên chia sẻ các bác nhà mình những cái mã hàng lan rất là to và đẹp trong cái phiên video ngày hôm nay Rất là mong các bác vào xem video ủng hộ cho bên nhà vườn chúng em nhé Các bác mình mua hàng gì mình có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại bên em là bốn chín để mua hàng ạ Ở đây em cũng có khá là nhiều những cái mã hàng lan rừng và bây giờ em sẽ quay ra chia sẻ các bác nhà mình từng mã trong phiên video ngày hôm nay các bác nhé Đây các bác này Đầu tiên em sẽ quay cho các bác nhà mình cái mặt hoa của châu gấm các bác nhé Một trong mặt hoa mà rất là đẹp như vậy đây các bác nhà mình có thể ngắm giúp em Khuôn bông của đai treo hồng gấm các bác ạ Hoa đẹp lắm Nó ánh lên màu tím đẹp lắm các bác ạ Nở hoa ngoài nắng thì rất là lung linh rất là thơm Và một cái đặc điểm gọi là nổi trội nổi bật của cái dòng này Có nghĩa là một năm sẽ ra hoa được 2 đến 3 lần các bác nhé Hoa thơm bền đẹp một năm có thể cho hoa từ 2 đến 3 lần Nói dung là dòng này hoa rất là thơm các bác ạ Bông to Đó. Em sẽ sale xài cho các bác nhà mình giá cực kỳ là rẻ nhé Đây là em mời các bác nhà mình ngắm cái khuôn bông trước. Rồi bây giờ thì em sẽ quay vào cái giò lan để cho các bác nhà mình ngắm nhá. Đây, cái dòng uh, đây là một cái giò đai châu hồng gấm các bác ạ, đai châu hồng gấm. Dòng này thì bên em đã chọn những cây lá xếp rất là đẹp để ghép lên trên cái giò gỗ lũa này. Đó. Hàng này nó là hàng dễ gió thân thòng. À em xin lỗi nó là hàng dễ gió nên các bác nhà mình cứ treo lên cho ăn nắng gió cho em là được các bác nhá. Dòng này cây nó rất là khỏe. Cái lũa này của em được 3 cây. 3 cây đai châu hồng gấm cả nhà. Dòng này bình thường là cứ bán là 300 000 một cây, ba cây thì đã 600 000 rồi đấy ạ. Em xin lỗi là ba cây này đã 900 nghìn rồi thế Ở đây em chia sẻ các bác nhà mình Cái mã số của đai châu hồng gấm Mã số là 52 Mã số 52 rồi trâu hồng gấm Lũa này được ba cây Ghép trên lũa sẵn rồi các bác nhé Về sẵn chơi thôi ạ Được ba cây Em xin phép chia sẻ các bác nhà mình Chỉ có 600 nghìn thôi 600k cho lũa này Cái lũa này em gọi là lũa ngang các bác nhé Mã số 52 Rồi em sẽ quay các bác nhà mình một cái lũa tiếp theo đó, tiếp theo đây là một cái mã tiếp theo, đây là mã số 54 các bác nhé, cũng là một dò châu hồng gấm này và ghép trên gỗ lũa các bác nhé những cây là xếp rất là đẹp cây to này bình thường các bác đi mua ở ngoài đúng là 300.000 một cây không có dưới đâu cả nhà Đó, rất là đẹp nhé đem chia sẻ các bác nhà mình giò ba cây này cũng với giá bằng có 600.000 thôi mã số 54 đấy bác lấy được cái lũa này chốt cho em là 600k ghép trên lũa rồi các bác ạ ghép trên lũa 600k cho lũa này các bác nhé rồi em xin mời các bác nhà mình này mã số 54 ạ đây ạ tiếp theo đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình cái siêu phẩm cái này là một cái cây nhạn 4N bạn là Mitsu đó, được ghép trên một cái dáng lũa rất là đẹp các bác nhé Nhận 4 n Mitsu ghép trên lũa, rất là đẹp Đơn này được 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8 Cây này đang lên cặp lá thứ 9 các bác ạ và lá siêu to các bác ơi Lá này, cây này chắc chắn là ngoài 5 sen nhé Chắc chắn là hơn 5 sen nhé 9, Đang lên cặp lá thứ 9 ạ Cây này đang lên cặp lá thứ 9 Cây này bác là sưu tầm được Em sẽ chia sẻ nhà mình mã số là 55 Mã số 55 là 600k cho đơn này các bác nhé 600k đó, ghép trên lũa rất là đẹp. OK chưa? Đó. Giá em chia sẻ đây các bác là 600k, mã số 55 cho một cái đơn hoàng nhạn 4n bản lá Mitsu, hay là còn mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp đấy các bác. Tường này hoa cực kỳ tuyệt vời luôn. À, ngày hôm qua em cũng có lên một giò cookie xưa và khách cũng đã chốt rồi, cũng là giò ghép trên lũa các bác ạ. Giò này em lên tiếp tục cho các bác nhà mình một giò cookie xưa này. Em phải nói là chưa một cái lô cookie xưa nào mà cây nó khỏe đẹp mà nó đều nhau như thế này mà giá nó lại rẻ như thế này các bác nhé đây là mình tranh thủ nhanh tay các bác nhé dò này của em được hai bốn sáu cây các bác giờ này của em cũng ghép là 6 cây coki xưa nhé cô giống xưa đấy ạ 6 cây ghép trên lũa giờ là hôm qua em đã bán một triệu hai rồi khách đã lấy rồi ạ Nên em lên cho các bác nhà mình một giò mới đây giờ hôm qua là giò này nhé em để đây chuẩn bị tí nó đóng hàng cho khách đây này giờ này em qua mát số 36 sáu một triệu hai giờ này em bán rồi các bác ạ đấy, nó vẫn như vậy nhé đây các bác này ghép trên cái lũa này mình về mình sẵn chơi các bác nhé Cái dòng này của em thì có mã số là Mã số 56 ạ 56 một giò cookie xưa Em chia sẻ với các bác nhà mình 1 triệu 2 nhé Nói chung là tính ra nó chỉ có bao nhiêu Có 200 nghìn một cây cookie rất là rẻ 62 12 mà Đấy các bác ơi Đấy các bác tranh thủ nhé 600 nghìn à, Em xin lỗi 6 cây này với giá, vừa giá là bằng 1 triệu 2 Tính ra chỉ có 200 nghìn cho một ngọn cookie thôi Bây giờ đi mua cookie xưa là chắc không bao giờ có cái giá như vậy nữa các bác ạ Rồi em xin mời các bác nhà mình nhé Mã số là 56 ạ đây tiếp theo em lên cho các bác nhà mình một giò cử bảo tiên cả nhà nhé Mã số 37 cử bảo tiên này Thực ra cái này lá rất là to ấy Nhà em này làm lỗi lá nó xước mất tí lá đây các bác này Đấy nó sước mất tí cái lá này Thôi cái này cắt tận đây cũng được cho nó đẹp Hai cây đã nuôi thuần tại vườn các bác nhé Hai cây cửu này bình thường không có giá dưới 550 đâu ạ Em lấy các bác nhà mình 380 Vì nó bị lỗi một tí lá Mã số của em là mã số 37 Cửu bảo tiên Hàng đã nuôi thuần tại vườn dễ nó ra rất là nhiều các bác nhé Rồi em xin mời các bác cừ bảo tiên này mã số 37 380 000 Tiếp theo đây là hai cây coki các bác ạ. Đây là coki lai like cửu của bác nhé Cái chậu này của em là hai cây coki lai like cửu bảo tiên. Coki lai like nhá, dòng này hoa rất là đẹp và thơm. Nó vừa mới tàn hoa xong, hoa một đợt vào tháng 3 và tiến tới đây khoảng tầm tháng 9 sẽ cho một đợt hoa nữa các bác nhé Chậu hai cây coki lai like cửu em cũng sẽ sale nốt cho các bác nhà mình, mã số 33. Mã số 33 hai cây đẹp như này em sale nốt cho các bác nhà mình với giá là bằng Mã số 33 là 350 đi, 350 cho hai cây coki lai cửu đi cả nhà ơi. Rồi bác nào số tầm một cái chốt giúp em. Một chậu uh, tiếp theo, một chậu uh, cát các bác nhé cát le dòng này là dòng cát hoa thơm, chậu tác phẩm to đẹp luôn. Chậu này là em bán với giá 680 đấy ạ. Em xem nốt cho các bác nhà mình còn 600 đang đi mèo rất là nhiều các bác ạ, đang đi mèo nhiều nha. Và đây là một chậu rất là to luôn. Cát le. Rất nhiều mèo đang đi ở đầu ngọn luôn các bác, to đùng luôn. Trường này của em mã số là 50 à đúng rồi, mã số 58 các bác ạ, mã số 58 nhé mã số 58 cắt le. Chậu này chia sẻ các bác nhà mình với giá bằng 600 nốt này, chậu tác phẩm đấy ạ. Ở đây em còn một chậu chồn đỏ. Hàng này nó là hàng của Thái các bác nhé, chồn đỏ là hàng của Thái. Đó, cái đây là trồng từ hai dề khác nhau các bác ạ. Đây cái phía dề bên này này là được một cây mẹ này, một cây con này, một cây con này nữa này. Đấy, còn phía dề bên này thì nó được là ba cây con này các bác này, ba cây 1 2 này, 3 ba cây nhé Nội dung là cái đây được trồng từ 2 dề tổng là 6 cây 6 cây Đây là trồn đỏ các bác ạ Đây này đang đi nụ hoa các bác này Đang đi nụ, nụ hoa nhé Dòng trồn này nó khác với trồn rừng ở một điểm là thứ nhất là lá của nó sẽ mềm hơn Lá nó mềm hơn trồn rừng các bác thấy không Nên là nó sẽ không dễ bị gãy dập Ví dụ như trồn rừng thì lá của nó rất là nhỏ và lá của nó rất là giòn nó dễ bị gãy những cái dòng trồn này thì lá của nó rất là mềm nó rất là khỏe không dễ gãy đâu các bác không gãy được đâu nhá đấy thứ nhất là như thế thứ hai là hoa màu đỏ rất là thơm Đấy, hoa là màu đỏ rất là thơm nhé, nó không có hôi như trồn rừng các bác ơi Các bác lưu ý là nó không có mùi hôi như trồn rừng đâu, dòng trồn đỏ này hoa cực kỳ là thơm á Và cái giống này nó cũng rất là hiếm, đây là hàng của Thái các bác nhé, không phải hàng của Việt đâu Cái này nó để con rất là nhiều, để theo búi, theo bụi, nó rất là xum xuê luôn đấy ạ Rồi em chia sẻ các bác nhà mình, mã số 35, mã số 35 trồn đỏ này Thôi em còn có 12 chậu thôi, chậu này em bán với giá bằng, em lấy các bác nhà mình 400 rưỡi, 430 nghìn nốt nhá Đây đơn này bác lấy được cái chốt này Giá sale nốt cuối cùng đấy ạ, 430 000 Bác nào sưu tầm trồn đỏ thì lấy về mà chơi nhá, đang mùa hoa rồi ạ. Dòng này rất là hiếm đấy ạ. Tiếp theo đây thì em lên cho các bác nhà mình một chậu quế, quế trắng tháng 8 này, mã số C1. Chỗ này ba cây khá là đẹp nuôi thuần tại vườn rồi. Mã số C1 các bác nhé, ba cây quế trắng tháng 8. Từ này em sẽ chia sẻ các bác nhà mình với giá là bằng 430 000 đi. 430 000 ba cây tính ra chỉ có hơn 100 000 cho một cây thôi. Nó vừa rẻ vừa đẹp nhé. À mã tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình đó là mã châu trắng. Đây là đai châu trắng mã số 2 này. Hai cây đai châu trắng tinh. Em sale nốt cho các bác nhà mình đơn này còn 230 000 thanh lý nốt giá sale nốt nhá. Còn 230 000 cho hai cây châu trắng tinh này. Đấy 230 000 nghìn mã số 2 ạ. Tiếp theo đây thì em có một cái cây này là cây um, hoàng nhạn 4N. Cây này là đã được nuôi thuần tại vườn rồi các bác ạ. Đã nuôi thuần tại vườn nhá, cây rất là to. Mạnh lớn, khỏe đẹp các bác ạ. Đây này. Cái này là nó bị lỗi do vận chuyển là nó bị dập mất một tí lá các bác thấy không? Nói chung là nó bị lỗi một tí lá đây này, đấy, nó xước một tí lá đây. Mã số 32 ạ. À. Cái này em bán 350 đấy, em siêu nốt cho các bác nhà mình còn 270 nhé Mã số 32 tại vì nó bị lỗi siêu lá. Hoàng nhạn 4 nò hay còn được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp đấy các bác ạ. Dòng này hoa rất là đẹp và thơm. Rồi em xin mời các bác nhà mình nhé. Mã số 32 với giá là bằng 270 000 ạ. Ở đây thì em còn một giò trâu. Châu này châu rừng các bác nhé, châu rừng buôn đôn này, đấy, nó bị con rùi vàng nó chích mất một tí các bác này à, Đơn này của em thì được um, 3 cây châu to và có một cây châu nhỏ ở đây nhé, là 4 cây tất cả luôn Mã số 30, mã số 30 các bác nhé, cây rất là đẹp Em chia sẻ các bác nhà mình đơn này mã số 30 về giá 450 thôi Châu rừng đấy ạ, nuôi thuần trên 3 năm rồi các bác ạ, gần 4 năm rồi Mã số 30 chia sẻ các bác nhà mình 450 nhé ở đây em còn một giò quý trắng tháng 8 các bác ạ. Giò này rất là đẹp. Hàng đã được nuôi thuần tại vườn nhá. Nuôi thuần quá là nhiều dễ nó cuốn phải tầm vào 4 5 vòng xung quanh miệng chậu đấy ạ. Đây các bác nhìn mình ngắm giúp em giò quý này. Nói chung là đây các bác nhìn nhá, cây nó rất là đẹp. Là xếp. Giò này trước em bán là 950. Bây giờ em sẽ chia sẻ các bác nhà mình nhé Quý trăng tháng 8 Giờ này thì có mã số là Mã số 18 Giờ này cả mẹ cả con tất cả được 6 ngọn được 6 ngọn cả mẹ cả con nhé Đôi này em sẽ chia sẻ các bác nhà mình Giờ này với giá bằng 750 nhé 750 Mã số là Mã số 18 750 nghìn Đấy đơn này bác lấy được cái chốt giúp em nhé Tiếp theo đây thì em sẽ lên cho các bác nhà mình Một cái siêu phẩm cáo các bác nha, cáo độ bác cạn. Giò này là giò em sưu tầm đấy các bác ạ, đang có nụ rất là nhiều các bác này, cáo độ bác cạn nhé. Hàng này là hàng em sưu tầm của cái bác mà chủ à, bác bác trưởng công an xã mà bác ấy về hưu đấy, bác ấy chăm rất là đẹp. Hôm qua thì có mấy giò to, hôm qua có cả bún nò này, có cả giò cáo to này, có cả giò nhận tháng 8 hôm qua là 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 khách đã mua hết rồi. Đây còn trong cái 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 lứa mà bác trưởng công an xã bác chia sẻ cho em là em còn có một chậu này thôi, hôm qua em không quay. Hôm qua em không quay em để lại đấy ạ. Hôm nay em mới lên quay nhá. Hôm qua nói chung là hôm qua em quay cái video kia có 6 chậu to thì khách chốt hết cả 6 chậu rồi. À, hôm nay em còn có đúng một cái chậu này nó không phải là vườn của em, hàng này nó là hàng em đi sưu tầm các bác nhá Đây nụ hoa đây các bác này. Cây nó cực kỳ là to các bác ạ Đây là dòng cáo đỏ của bác cạn nhá Lá siêu to luôn, cây siêu to luôn Cáo cụ các bác ạ Cáo này phải nuôi đến 7 8 năm mới được một giò như vậy nhá To lắm Đây các bác ngắm đi từng cây một to lắm luôn đấy ạ Giò này là tác phẩm luôn Đấy bác nào lấy được giò này chốt nhé Đây là một giò Giò này còn to hơn cả giò cáo hôm qua luôn Thật sự các bác quá tuyệt vời luôn Cáo đỏ bác cạn các bác ạ Đây này Em đừng xa một chút cho các bác mình ngắm nhá Bây giờ khó đi tìm những cái giò to này lắm Hàng này là hàng của bác đấy, bác ấy chăm tại vườn Nhà bác ấy nhiều lắm mà toàn giò to, giò nào cũng to Thì hôm qua thì em mới sang hỏi bác ấy để lại bớt cho mấy giò Bác ấy nhiều quá, với lại bây giờ bác ấy cũng nhiều nhiều tuổi rồi Bác không có thời gian chăm sóc, mẹ cũng vớt hết, Nên là bác ấy mới bán bớt cho được mấy giò đấy ạ Chứ còn bình thường là không có những giò to như này đâu các bác ạ Hiếm lắm, những giò to này hiếm lắm Cây nào cũng to như này các bác này Này các bác ngắm đi Ôi dồi, ôi, nhìn lá nó kinh khủng thật đấy Đó, đây em nhắc cho cả nhà mình cùng ngắm nhé Ok chưa Đây, bác nào mà lấy được giò này chốt giúp em Một giò cáo đỏ bắc cạn Tác phẩm các bác ạ, siêu phẩm đấy ạ Giò hôm qua thì em đã bán với giá là bằng Hôm qua em đã bán với giá là bằng 2 triệu 7 rồi Giò hôm nay em chia sẻ các bác nhà mình giò này hai triệu rưỡi nhá 2 triệu 500, bác nào lấy được giò tác phẩm này hay chốt nhá Hàng này là không phải hàng của vườn em, hàng này là hàng em đi sưu tầm đấy ạ Chứ vườn em không có giò nào to như được như này nữa đâu Trước em có mấy giò to em bán hết lâu rồi Giò này là của dân thuần, giò này là của cái bác trưởng công an xã bác ấy thuần Bác về hưu rồi bác chăm nhiều lắm Cái dàn là bác đấy siêu to khổng lồ luôn Đây các bác nhá Rồi này chia sẻ các bác nhà mình giò cáo VIP này Đang có nụ hoa cáo đỏ bác cạn Rồi này với giá là bằng 2 triệu 5 các nháp các bác nhá Rồi em Tại vì là cũng rất là to và nó cũng rất là nặng nên là Em sẽ Xin phép được hạ xuống nhá Cây này nó ăn nắng cực kỳ là nhiều luôn Đẹp lắm cả nhà rồi này đẹp lắm lá to Rồi em xin mời các bác nhá đây này em có một cái cây nhãn A3 các bác ạ. Cây này thì uh, lá của nó là dòng lá nhăn, cây nhãn A3 lá nhăn các bác nhé Cây này đẹp đấy các bác ạ, cây này đẹp lắm. Cây này lá nhăn này. Duy nhất một cây nhãn A3 lá nhăn. Cây nhãn A3 lá nhăn nhé, cây này là hoa xanh cúm các bác này. Cái cây mà khỏe không các bác nhìn đầu dễ này nó xanh lét này các bác này. Cực kỳ khỏe luôn. Nhãn A3 các bác nhé. Em xin phép chia sẻ với các bác nhà mình Cái dòng này là hoa xanh cốm Dòng hoa ngũ đỉnh đấy ạ Dòng này hoa đẹp lắm à, Cái cây này của em là cây lái nhân Em chia sẻ với các bác nhà mình Cái cây A3 này Mát số cây A3 này Má số 60 ạ Má số 60 nhận A3 Em chia sẻ với các bác nhà mình Cây này với giá là bằng Thôi lấy các bác nhà mình 290 000 nhá 290 290 nghìn Bình thường như cái cây mà lái nhân như vậy Em phải bán với giá bằng 360, 370 Em lấy các bác nhà mình 290 nhá 290k Đơn này bác lấy được cái chốt giúp em mã số 60 290 nghìn Đây tiếp theo em lên cho các bác nhà mình Một cái giò tác phẩm tam bảo lai cửu của bác ạ Tam bảo sắc lai cửu bảo tiên nhá Siêu đẹp luôn cả nhà Giò này to dã man luôn Tam bảo sắc lai cửu của bác ạ Hoa đẹp lắm cả nhà Bác biết là bình thường đi mua được một ngọn cửu bảo tiên Giá của nó cũng đã khoảng tầm 300-400 nghìn một ngọn rồi Đây nó là hàng tam bảo lai cửu nhá Hoa đẹp lắm các bác ạ Giò này to ghép trên lũa, lũa ngang Giò to lắm cả nhà ơi Giò này nhé, trước giò này em phải bán triệu 8, triệu 9 Ở đây em còn có hai giò duy nhất thôi Giò này giò to hơn, còn giò kia nhỏ vẫn treo trên vườn em chưa nhấc xuống nha Tam bảo lai like cửu giò này hôm nay xin phép chia sẻ các bác nhà mình giò này nốt với giá bằng 1 triệu 1 1 triệu 100 nghìn các bác nhé, 1 triệu 100 k cho giò này Tam bảo lai like cửu Đấy, giờ này của em thì có cái mã số là mã số 61 ạ mã số 61 các bác nhé, Tam bảo lai like cửu 1 triệu 100 k đơn này Ở đơn này bác lấy được cái chốt nhé, dòng này hoa cực kỳ là đẹp, phê lắm cả nhà Hoa đẹp lắm hoa nở theo chùm dài màu tím màu hồng tím các bác nhé hoa đẹp lắm hoa đẹp mà thơm mã số 61 ạ 1 triệu 100k rồi em mà các bác em có cái lũa quế tím các bác ạ quế tím nhé các bác nhé dòng này là dòng hoa thơm dòng hoa thơm các bác ạ ghép trên lũa nói chung quế tím thì các nhà vườn người ta ít nuôi lắm ít ghép lắm tại vì là hàng này thì nuôi nó lâu thuần các bác ạ nâu nó luôn lâu thuần có thể cách có thể người ta vẫn bán cho các bác vị như bán theo kiểu là bán theo con người ta bóc trên rừng về người ta bán các bác con rồi đấy một vài con hoặc là nói chung là người ta chỉ bán như thế thôi vì cái hàng quế tím mà nuôi nó rất là lâu ra dễ nếu mà để làm vườn làm kinh tế nếu mà để nuôi quế tím là nó không có công các bác ạ nuôi quế tím là không có tí công nào luôn tại vì mất thời gian nuôi lâu quá rất lâu nó mới ra dễ nhá em chỉ có mỗi mấy giờ thôi em chẳng có nhiều Em hôm trước em bán 3 giò rồi Em còn có đâu cũng khoảng tầm 3-4 giò nữa thôi Quế tím này bác là lấy được nha Trước em bán là 450.000 cho một giò quế tím rồi này em chia sẻ các bác nhà mình nốt Về giá bằng 350 nhá 350 ghép trên lũa đấy ạ Thực ra đây là ghép lũa chứ không phải ghép chậu các bác ạ Để đếm con thì nó khá là nhiều đấy ạ Không phải là ghép chậu đâu Ví dụ ghép vào chậu ấy, Cho vào chậu chỉ tầm 3 con, 4 con là đã 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 đầy chậu rồi Đã kín hết chậu rồi Nhưng mà ghép lũa như vậy các bác ạ, Phải cần rất là nhiều Chứ không phải là ba bốn con mà ghép kín được cái lũa đâu Đấy Anh nhá 2, 4, 6, 7, 8, 9 Giờ này phải tầm vào 11, 12 con Đấy các bác ơi Em lấy các bác nhà mình giò quế tím đã nuôi thuần này nhá Đấy hàng đã nuôi thuần và ghép trên lũa luôn Được mấy năm rồi em chia sẻ Các bác nhà mình có 350 thôi Đấy bác lấy được cái chốt nhá Quế tím hoa thơm và rất là đẹp Quế tím các bác ạ em chia sẻ các bác nhà mình 350 Đây là một cây coqui siêu hoa Các bác này Coqui siêu hoa nhá Em còn có 2 cây thôi ạ cái dòng này là dòng mà lá nó sẽ dài hơn so với cookie xưa nhưng nó sẽ thiêng về hoa, có nghĩa nó sẽ ra hoa rất là nhiều, ra hoa nhiều lắm các bác ạ. Cây này em sale nó cho các bác nhà mình còn 270 000 cho một cây cookie siêu hoa nhé. Cây này là bán giá 400 đấy, em còn có hai cây thôi ạ. Ở đây em còn có vài cây mặt trời băng Bangkok các bác ạ. Đây nó vừa tàn hoa xong nhá cái dòng này thì hoa rất là đẹp, cây lá sếp này, 1 năm có thể cho đến 2 hoặc là 3 lần hoa. Mỗi lần hoa kéo dài là hơn 1 tháng nhé. Nhưng cái đợt hoa này là kéo được 1 tháng rưỡi này, hoa mới tàn này. Hoa thơm lắm ạ. Trước em bán 200k cho một cây nhá. Em còn có 3 cây này thôi. Bác lấy được cho em gái em chia sẻ là em thanh lý nút là 130.000đ một cây nhé 130 000 một cây. Này còn có 3 cây này thôi. Bác nào mình lấy được luôn cả 3 cây thì em để cho 390 và bao tiền ship nha. Đây lấy luôn cả một đơn này Còn có duy nhất ba cây mặt trời Bangkok thôi Đơn này bác lấy được về chơi về ghép dòng này cây nó rất là khỏe và một năm ra hoa được hai ba lần đấy các bác ạ Chứ không phải là ít đâu hoa rất là nhiều để bác lấy được cái chốt giúp em nhé à, 130.000 một cây nếu lấy được cả ba cây em bao tiền ship nhá ừ, em còn là ba cây cù em cũng còn ba cây cù lao đỏ cuối cùng đây là cù lao đỏ các bác ạ dòng này cây nó là dòng là nói chung là lá của nó là dòng lá Mitsu lá tròn và rất là đẹp Củ lao đỏ các bác nhé Khác với củ lao minh hoa xanh thì củ lao đỏ hoa nó sẽ màu đỏ Em cũng còn có ba giỏ này thôi ạ Thôi em xin phép chia sẻ các bác nhà mình củ lao đỏ này nhé bạn bản lá mít Trước là cứ giá là còn tầm vào 280.000 cho một cây Ở đây em còn có đúng ba cây củ lao đỏ thôi Em chia sẻ các bác nhà mình cái này với giá là bằng ba cây này nhá. Em lấy các bác nhà mình cứ 150 một cây đi. Để bác lấy được cả ba cây thì em bao ship luôn cho nha. Nếu lấy được cả ba cây là 450 em bao ship nhé nay siêu nốt 280 xuống còn 150 cho một cây. Đấy bác lấy được cả đơn ngục cả ba cây như này nhá. cây hiện tại cao khoảng tầm 40 đến 50 cm rồi. Bản lá mít các bác nhé Lá mít su đấy ạ, dòng này mình chơi hoa rất là đẹp, cồng ngần nó cần hoa nó dài lắm các bác ạ. Nói chung là cần hoa của nó sẽ dài theo cái tỷ lệ thuận của cây, có nghĩa là cây càng cao cần hoa càng dài. Dòng này là dòng hoa dài nhất trong các dòng hoa lan đấy ạ. À, Cù lao đỏ nhá, 150.000 cho một cây. Đấy bác lấy được lấy luôn cho em cả ba cây này giúp em nhé tại vì hết rồi còn ba cây em bán siêu nốt các bác ngắm giúp em cái bông hoa của chuỗi ngọc các bác nhé Hoa lác đác bắt đầu nở vài bông các bác ạ Bắt đầu lác đác nở một vài bông hoa nhé Đây này à, Cái bông mà đa dạng màu sắc nhất mà em đã từng biết các bác ạ <laughs> Hiện tại em đang đếm được trên này là có 1, 2, 3, 4 bốn màu hoa trong một bông hoa này các bác ạ Đẹp không cả nhà Ta bắt đầu lác đác hôm nay nở bói được một bông các bác này Bắt đầu nở bói được một bông này chuỗi ngọc của bác ạ dòng này thì hoa rất là đẹp bông to đẹp bền phết đấy các bác chơi cũng được khoảng tầm vào hai chục ngày đấy ạ Ở những cái thân này là đều là súng lá hết rồi chuẩn bị cho hoa các bác này những thân này là đang nó súng lá hết chuẩn bị cho hoa nhá một chậu chuỗi ngọc như vậy này chưa em bán 320 trăm hai nghìn cho một chậu 320 bây giờ em sẽ thanh lý nốt cho các bác nhà mình siêu nốt nhá đây hai chậu như vậy các bác này thân nó đang sưng nụ hoa hết đấy ạ thân dài lắm hai chậu chuối ngọc như vậy các bác ơi hoa thực tế các bác vừa ngắm đấy hoa đẹp lắm cả nhà đây này chứ không phải là không đâu nó lác đác được uh, bắt đầu nở được một hai bông hoa này đấy hai chậu như vậy hôm nay em siêu nốt cho các bác nhà mình giá còn 300 trăm nghìn nhá trước bán ba trăm hai một chậu bây giờ em thanh lý nốt cho các bác nhà mình chuối ngọc ạ à. dòng này là hoa rất là đẹp bình thường mình chơi thân của nó các bác nhé thân cây của nó nó thân của nó là cái giọng dạng nó khúc khỉu nó giống như những cái sâu chuỗi hạt vòng đấy. đấy nên là nó có tên là chuỗi ngọc hai chậu chuỗi ngọc này thân rất là dài em siêu nốt cho các bác nhà mình hai chậu này với giá 300 rất là rẻ các bác ơi cả hai chậu với giá có 300 trăm thôi rồi em xin mời các bác nhà mình nhé đơn này bác lấy được cái chốt giúp em hai chậu chuỗi ngọc 300 k rồi ạ, bây giờ thì em sẽ xin được dừng video ở đây các bác nhà mình mua hàng gì các bác có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại bên em là 0385050491 giúp em nhé. Em cảm ơn các bác rất là nhiều.